Hello, xin chào các bạn. Và hôm nay chúng ta làm gì nhỉ? Hôm nay tôi sẽ làm một cái video lại chém gió nhá. Hôm nay chủ đề chúng ta là tương đối là chém gió. Tôi cứ biết là chém gió nhưng mà thực ra nó cũng không phải là chém gió hẳn đâu, chém ít ít thôi. Chém gió nhé. Và chúng ta chém về cái gì? Hôm nay chúng ta sẽ chém về gọi là gọi là trình trình dùng cái gì để mà tức là dùng cái gì để viết viết PHP PHP nói chung là nói là viết PHP thôi, nhưng mà nhìn chung tôi các bạn cho phép tôi viết cái này bẩn bẩn thì thoải mái tí, tôi mà viết đẹp là tôi viết chậm lắm nhá, tức là mà cũng chẳng đẹp bao giờ đẹp được đâu nhá. Và tôi nói viết PHP đây không có nghĩa là viết đơn thuần PHP mà nó có nghĩa là để mình lập trình web. Trình web đấy chứ không phải. Tóm lại là lập trình web thì dùng cái editor gì hoặc là cái IDE gì. Tóm lại là công cụ nhá. Công cụ gì để mà viết. Tôi không 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 không. Có một người ở trên diễn đàn người ta cũng hay hỏi cái này rồi người ta cũng cãi nhau loạn cả lên. Có người thì bảo là NetBean, có người là PHP Edit. Ví dụ tôi cứ viết là liệt kê ra này này, NetBean. NetBean viết viết cũng bậy bạ thôi nhá, nó đúng thì đúng mà sai thì sai nhá. NetBean rồi là PHP Edit rồi Storm gì đấy. PHP Storm. Rồi Eclipse à? Rồi Notepad cộng cộng. Rồi vân vân Vim rồi là Text Edit rồi là vân vân tôi không biết. Thì tôi phải nói với các bạn là thì trong còn một cái cuối cùng mà cái mà tôi bây giờ hiện tôi đang dùng là Sublime. Text cái này gọi là tôi viết hoa lên cái hai cái này tôi phải viết cẩn thận nhá. Thì ở trên diễn đàn người ta bàn rất nhiều, thỉnh thoảng người ta hỏi những cái này rồi những cái người mới cũng muốn là nên dùng cái gì để viết cái PHP này, thì đây cũng là một câu hỏi nhé, một câu hỏi có thể là lớn đấy đúng không, và cũng tùy từng người thôi. Nhưng mà thí dụ theo quan điểm của tôi sẽ trình bày như thế nào. Thứ nhất là tôi phải nói là có những cái gì tôi đã dùng rồi và cái gì tôi chưa dùng. Ví dụ NetBean này tôi dùng rồi này, Eclipse tôi dùng rồi này, Notepad cộng này là tôi dùng là cái này là tôi dùng rồi nhá. Thế còn những cái khác thì tôi không biết nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đánh giá là chúng ta sẽ nói với nhau là cái gì là tốt, cái gì là không đúng không, cái gì là tốt nhất, chúng ta sẽ tìm ra cái gì tốt nhất đúng không. Thế tốt nhất thì thứ nhất là nó tốt nhất thì nó phụ thuộc vào nó có mấy thứ. Chúng ta thứ nhất là phải nói là cái quan điểm nó là có cái tính tính chất cá nhân đúng không. Thí dụ tôi bảo cái này cái tốt nhất có người bảo không phải đúng không. Và thứ hai là nó có những cái nhìn nhận chung, cái xu thế chung đúng không, là đây là nó quan điểm cá nhân rồi mình cũng theo cái dư luận chung nữa là thứ hai để chúng ta nói về câu chuyện này đúng không? Thứ ba là chúng ta có những cái tiêu chuẩn kỹ tiêu chuẩn tiêu chí để đánh giá đúng không. Cái này tôi cũng không làm một cái gì nó gọi là hoàn chỉnh đâu, chỉ có một chút phiên phiến cũng là quan điểm của tôi thôi nhé. Tiêu chí đánh giá, bây giờ chúng ta sẽ nói về tiêu chí đánh giá. Thứ nhất là về độ nhỏ gọn nhanh này, nhỏ gần nhỏ nhẹ này. Nhỏ nhẹ thì tốt đúng không? Nhỏ nhẹ nhanh chẳng hạn. Rồi tính ổn định là quan trọng lắm, ổn định. Tí nữa chúng ta sẽ đánh số cái này và sẽ nói nhé, ổn định. Rồi thứ ba nữa là tiện nghi. Tiện nghi và còn cái gì nữa? Nó đáp ứng được nhu cầu, đáp ứng được.
đáp ứng các tác vụ, chẳng hạn các tác vụ cần thiết. Những cái này nó hai cái này thì thậm chí là nó cũng hơi gần nhau nhỉ. Thì bây giờ tôi sẽ thế còn có người thì nói là thí dụ như lập trình web này chẳng hạn, chúng ta nói về lập trình web, tôi sẽ nói như thế này nhé. Nếu mà chúng ta lập trình web thì chúng ta sẽ phải làm việc với những cái thứ ngôn ngữ nào, đúng không? Thí dụ tôi nói này, lập trình web thì chúng ta sẽ phải làm việc với HTML. Cái ngôn ngữ nào nó support mạnh cho HTML này, rồi CSS này, rồi ít nhất là nó phải có JavaScript, đúng không? JavaScript, bởi vì làm sao mà tránh được nếu mà chúng ta lập trình web là sao? Rồi jQuery, tất cả những cái gì mà nó support cho ta được những cái thứ mà nếu mà các bạn lại làm, thí dụ như tôi hay dùng Bootstrap chẳng hạn, hoặc là các cái framework. Rồi có người thì làm với Lest chẳng hạn, rồi với Sass gì đó, vân vân, các bạn có thể làm việc với rất nhiều thứ. Ví dụ hôm nay các bạn làm, thí dụ nếu mà PHP thì cái dòng PHP các bạn có thể làm với PHP, các bạn có thể làm với CodeIgniter CI, có người thì làm với Zend Framework, thì có người làm với Laravel, đúng không ạ? Cái quan trọng nhất là nó gì? Tôi sẽ nói thì là quan trọng nhất là anh tất nhiên là khi chúng ta lập trình web chúng ta phải tiếp xúc, có người thì tiếp xúc một vài thứ này thôi, nhưng mà có những người tiếp xúc tất cả những cái thứ này. Thì cái trình soạn thảo nào mà nó support cho các bạn tất cả mọi thứ này thì tôi không biết, nhưng mà tôi đã dùng đến thằng NetBean này và Notepad cộng cộng thì chúng ta không nói bởi vì nó quá đơn giản. Và thứ thứ hai là chúng ta phải gì, khi mà chúng ta với phải chúng ta làm lập trình web thì chúng ta còn phải làm việc với host nữa chứ, đúng không? Thì host chúng ta phải có FTP, đúng không? FTP nghĩa là chúng ta edit thẳng trực tiếp code ở trên, chúng ta edit edit code, và chúng ta phải làm với host, đúng không? Ví dụ bạn lưu vào thì nó phải update lên trên host luôn. Thì những cái thứ này tôi thấy thì tôi chưa dùng nhiều đâu, tôi mới dùng Eclipse này, Notepad cộng cộng, rồi rồi gì nhỉ, NetBean, rồi Supply, thì tôi thấy cái thằng này nó vượt vượt trội tôi. Thì nếu mà đánh giá về điểm số tôi có thể đánh giá nó là, nếu mà 100 điểm tôi có thể đánh giá nó là 95 điểm rồi, 95 điểm nếu mà điểm 100, hoặc là nếu mà điểm 10 thì tôi gọi đánh giá nó 9 điểm rưỡi. Và hiện tại tôi mới dùng bản số 2 thôi, bởi bản bản số 3 tôi cũng chưa thử, nhưng mà tôi thấy bản số 2 đã quá ổn rồi, quá ngon rồi. Và chắc là tôi cũng, nếu mà khi cái bản số 3 hình như nó đang beta, nó lúc nào chính xác chính thức thì có lẽ tôi cũng phải xem, mò mẫm lên xem. Nhưng mà tôi thấy tôi đã quá happy với cái bản này rồi, bởi vì tôi đã dùng nhiều và chỉ có với cái thằng này thì nó mới giúp tôi làm công việc thực sự nhanh, và nó support, nó có rất nhiều các cái gói hỗ trợ tất cả các thứ này, JS, jQuery. Nếu mà bạn có làm đến các cái thứ nào đó khác thì nó cũng support tất. Và một cái số người thì ở trên diễn đàn thì cứ nói là nó không phải là IDE, thì tôi cũng chẳng cần biết nó là IDE hay là không, đúng không? Bởi vì thằng thằng tôi làm với PHP tôi có cần cần dịch riết gì đâu, compile công việc gì đâu, thì mà nó sắp IDE. Thí dụ như thằng NetBean là IDE, tôi thấy nó chỉ làm phiền cho mình. Thí dụ làm tạo một cái project thì nó bắt loằng ngoằng khai báo, trong khi đó thằng SupplyTech thì nó chỉ thả một cái folder vào là thành project luôn. Thế nó làm tất cả những cái việc đấy, người ta cứ bảo là ô, nó không phải là IDE. Nếu mà bạn lập trình app thì IDE để làm cái gì? Cái gì mà giúp cho các bạn công việc nó nhanh, đúng không? Cái gì mà giúp công việc của chúng ta nhanh? Tại sao mà tôi lại đánh giá cái ông Supply này chỉ có 95 điểm, là nhiều khi tôi thấy nó còn về cái độ thì thỉnh thoảng nó nhấp nháy ở trên màn hình, có thể cái bảng tôi có như nào không biết,
nó đôi chút tôi phải khởi động lại nó, còn cái độ nhanh nhẹ rồi tất cả những cái thứ này đáp ứng tất cả cái tác vụ này thì tôi đánh giá nó quá tuyệt vời luôn. Chỉ còn cái chỗ này một chút là thỉnh thoảng cái màn hình nó bị nhấp nháy, có lẽ cái phiên bản 3 nó sẽ sửa được cái này thì tôi đánh nó số 10 điểm luôn. Ở trên diễn đàn thì tôi không bao giờ tôi tranh luận ở trên diễn đàn, bởi vì tranh luận trên diễn đàn thì mỗi người một ý rồi rất dễ cãi nhau, rồi rất dễ là mình bực mình. Tôi chả hơi đâu mà tranh luận ở trên diễn đàn cả. Nhưng mà đây cũng là một cái câu hỏi mà theo quan điểm nó, tất nhiên là tôi đã nói là nó là có tính chất cá nhân của tôi, nhưng mà cái xu thế chung thì hiện tại nó cũng rất là mạnh mẽ về cái supply này nhé. Rất nhiều người dùng, những cái người coder nổi tiếng hoặc là tôi biết nhiều thì cũng họ cũng chuyển sang dùng Supply rất nhiều. Hồi trước thì họ cũng code NetBean, rồi họ Notepad cộng cộng, rồi họ cũng làm các thứ này nọ, nhưng mà bây giờ người ta chuyển, nếu mà lập trình web thì theo quan điểm của tôi thì đây là number one rồi. Đây, cái này là number one. Thế còn tùy các bạn, có thể tôi cái ý kiến này nó không phù hợp với ai đó thì tôi cũng không mong là tôi cũng không 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 tất nhiên là mọi người nếu mà người ta thấy một cái sản phẩm nào đó người ta đã dùng quen và người ta thích rồi thì quá tuyệt vời rồi, cứ thế mà dùng thôi nhá. Còn đây là quan điểm, nó cũng là mang tất, tôi đã nói là nó phải mang tính cá nhân đúng không, mỗi người thích một thứ, có người thích gạo nếp, có người thích gạo tẻ đúng không, có người thích bánh chưng, có người thích phở, cái đấy không ai nói được đúng không. Và có lẽ là cái video này chém gió như thế cũng 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 đủ rồi đấy nhỉ, chém gió như thế theo tôi nghĩ là nó cũng đủ, và cái quan điểm của tôi đã thể hiện rõ ràng đúng không, câu hỏi này đã được trả lời theo cái cách của tôi, và tôi xin dừng cái video này ở đây, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại.